Con xin sư giảng dạy cho con về nghiệp của người làm nghệ sĩ, ca sĩ. Ví dụ như người ca sĩ viết, hát, làm những ca khúc về sự chia ly, ví như sự thất tình, thiếu thốn hay mất mát, làm cho người nghe cảm thấy phiền não. Nhưng người nghe lại cảm thấy giai điệu của bài hát ấy hay và họ nghe đi nghe lại ca khúc đó và được rất nhiều người ủng hộ, yêu quý và công nhận họ, thì họ có mang nghiệp gì không? Con đã đọc qua về âm nhạc trong Phật giáo, âm nhạc dễ làm say đắm phóng tâm. Và ví dụ như một người viết nhạc về sự gắn kết, ví như một tình yêu đẹp, từ thiện, hay tiếp thêm động lực tích cực cho người nghe trong công việc hay nhiều điều khác, hoặc làm cho người nghe cảm thấy hạnh phúc, xúc động, an ủi với mục đích tốt, mặc dù đó là những thông điệp tích cực, nhưng vẫn làm cho người nghe dâng lên những cảm xúc cao trào thì có sao không? Con xin sư giảng dạy. Nếu nói một cách đơn giản thì nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Đơn giản thế thôi. Và trong các cái nghiệp nào mà mình làm thường xuyên thì nó sẽ trở thành cái mảnh nghiệp nha. Thí dụ như sư một cái người mà thường xuyên rèn luyện đàn thì họ sẽ đàn giỏi. Một người thường xuyên làm cái chuyện bố thí thì cái mảnh nghiệp bố thí họ sẽ mạnh. Một người thường xuyên làm cái nghiệp xả ly thì họ cái khả năng xả ly của họ sẽ tốt. Đó. Thì cái chuyện mình nghe nhạc thường cũng vậy. Sư không hiểu quý vị sao nghe. Chứ bản thân sư á, ngay cả nhạc không lời á, thí dụ như nhạc piano, những cái bản hòa tấu không lời, sư không thể nghe được. Đặc biệt là khi làm việc, khi sư tập trung sư làm việc, nhạc cũng không được bật. Chứ đừng nói chi là cái chuyện mà nhạc không lời. Nó, nếu mà mình có hành thiền á, hoặc là mình có sự rèn luyện tâm nhẹ thôi, ở mức độ nhẹ thôi, chứ không nói mạnh đó, thì mình sẽ thấy một chuyện rõ ràng là khi một cái âm thanh khác nó chen vào, dù cho nó là một bản nhạc không lời đi chăng nữa, thì nó cũng làm cho mình bị phóng tâm. Mình không tập trung hoàn toàn 100% vào công việc được. Chỉ có những người á, mà họ phóng dật quen rồi thì họ mới thấy là vừa làm việc vừa nghe nhạc nó thư giãn thôi. Chứ còn nếu như mà mình tương đối thì mình sẽ thấy là mình khi mình làm việc thì một chút xíu âm nhạc cũng không được, trừ khi định của mình đủ mạnh để mình bỏ ngoài tai những âm thanh khác. Ví dụ như khi mà sư lo tập trung sư làm việc, ở bên ngoài họ có hát karaoke sư cũng không có quan tâm, bởi vì khi đó mình tập trung. Nhưng mà cái chuyện mình tự chủ động mình mở nhạc rồi mình đeo tai phone lên mình nghe thì nó lại là vấn đề khác, hiểu không? Cho nên âm nhạc thì nó làm cho tâm mình bị phóng dật, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Và khi mình nghe đi nghe lại nhiều, ví dụ như mình nghe những cái bài thất tình ảo não thì nó sẽ làm cho tâm sân của mình nó tăng trưởng. Và khi mình nghe thường xuyên thì cái tâm sân nó sẽ lặp đi lặp lại. Nó sẽ làm cho tâm sân của mình càng lúc nó càng liên tục, nó càng tăng trưởng, thì vốn dĩ nó là bất thiện. Dù cho nhiều người họ đồng ý, họ ủng hộ, thì nó chỉ đơn giản là một đống người cộng nghiệp chung với nhau, để rồi cùng nhau đi vào các đọa xứ. Đơn giản thế thôi. Giống như bây giờ có người giơ tay lên, ai đăng ký đi địa ngục đâu giơ tay, thì một đống người giơ tay, tôi đi. Tại sao? Tại thấy cái lá cờ dẫn đi địa ngục nó đẹp. Ai đi theo thì đi theo cái lá cờ này, thì một đống người giơ tay đi địa ngục chung với nhau. Thì quý vị có thấy cái chuyện một đống người đi chung như vậy thì mình cũng nên đi chung hay không? Hả? Sư thì sư không khuyên. Nha. Rồi cái chuyện mà
những cái bản nhạc mà mang tính chất tích cực á, thì xin thưa, thứ nhất là cái định nghĩa về tốt chưa chắc người đời đã định nghĩa giống như là Đức Thế Tôn. Nhiều người họ định nghĩa như thế này là tốt, nhưng với lời dạy của Thế Tôn chưa chắc nó đã là tốt, thậm chí nó là ác nghiệp. Xin lấy ví dụ nghe, có một bài nhạc ca ngợi Tết thì gia đình sum họp, bạn bè sum vầy, chia nhau một cái ly bia, vô một hai ba vô, thì rõ ràng đó là một, theo kiểu đời nha, đó là một cái tư duy tích cực, bởi vì ủng hộ cái chuyện là gắn kết bạn bè, gắn kết gia đình bằng những cái ly bia. Nhưng mà rõ ràng là theo kinh tạng, theo lời Phật dạy thì đó là ác nghiệp. Rồi đó là chưa kể trong một cái bài nhạc, họ có thể họ khuyến khích là chúng ta Tết rồi hãy về nhà thăm nhà để tâm sự tâm tình, kể chuyện cho nhau nghe, nói chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn đến cho nhau. Thì rõ ràng đối với cái người đời ấy, nó là một thông điệp tích cực. Nhưng với đạo chưa chắc. Quý vị biết chưa chắc ở chỗ nào không? Cái chuyện nói vô ích, mình tốn thời gian mình nói chuyện làng trên xuống dưới, vốn dĩ khuyến khích cái đó là khuyến khích người ta sống bất thiện. Cho nên là cái định nghĩa về thiện của đời nó chưa chắc đúng theo đạo ha. Cái thứ hai là quý vị thống kê giùm sư, nhưng bây giờ mình nói nhiều quá rồi, thống kê giùm sư bài nhạc nào khuyến khích người khác phát triển tâm từ, phát triển tâm bi, phát triển tâm hỷ, phát triển tâm xả, bài nhạc nào khuyến khích người ta bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, tùy hỷ, hồi hướng, sửa sang chi kiến cho đúng. Quý vị liệt kê lên đây giùm sư. Bài nhạc nào khuyến khích người ta có niềm tin đối với Phật, với Pháp, với Tăng, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, cho sư biết. Mình nói thì mình nói chơi cho vui. Lý thuyết thì đúng là đúng á, đúng là nếu như mình có một cái bài nhạc nào khuyến khích người khác làm 10 phước nghiệp sự nè, khuyến khích người khác tu tập theo bát chánh đạo nè, thì nó rất là hay, nó rất là tốt. Nhưng mà quý vị ngon thì quý vị liệt kê cho sư nghe. Cho nên mặt tốt và mặt xấu thì sư đều có nói với quý vị rồi. Và xin mời Đại Đức Tuệ Thương có bổ sung gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đức Thành Tuệ, kính thưa quý vị. Thì ở đây khi mà mới đọc câu hỏi thì quý vị này hỏi là con xin sư giảng giải cho con về nghiệp của người làm nghệ sĩ hay ca sĩ. Đây là một câu hỏi nha. Thì xin thưa quý vị, khi mà đọc cái câu hỏi xong nè, là đúng là trong kinh điển, trong chánh kinh, đặc biệt ở trong Tương Ưng á, Tương Ưng Thông Chủ, Đức Phật có nói cụ thể về cái nghiệp của những người mà làm nghệ sĩ. Nghệ sĩ đây nói chung đó có thể là ca sĩ, diễn viên xiếc, rồi hài tạp kỹ các kiểu nữa ha, đó. Rồi thậm chí là mà nó rộng hơn là hiện đại mình bây giờ, giống như là đạo diễn, nhà biên kịch đó, làm phim rồi đó, làm phim ảnh nữa. Trong chánh kinh, trong bài kinh Thông Chưởng, Đức Phật có nói, nhưng mà do tình tiết, sư nói rõ nha, do tình tiết đó, của bài chánh kinh đó, nó nếu mà sư kể ở đây có thể gây sốc cho quý vị, hoặc là có thể khi mà sư nói, có tại vì có những sự thật đó quý vị,
mà nói ra mình không hợp thời, chẳng những không mang lợi ích cho quý sư, không mang lợi ích cho quý vị, mà không mang lợi ích cho đại chúng luôn. Tại vì sao? Thì nếu mà thậm chí sư đã nói là trong đây trong kinh Phật nói như vậy thì sư chỉ nói như thôi, nhưng mà rồi á, quý vị biết rồi đó, họ có những người họ đôi khi gọi là cái gì cũng vậy, quý sư nó không phải nói quý sư nổi tiếng, nhưng mà cái gì cũng vậy, có người thương kẻ ghét. Rồi nhiều khi mình nói như tôi nói như vậy, rồi lỡ anh gọi là anti fan họ cắt ghép, họ nói là hai ông sư này ông nói gì đó, ông nói với nghệ sĩ là thế này thế nọ đó là gì đó, mà nó quá làm li bi đát, thưa vị. Cho nên là nếu mà cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, có cái sự lưu tâm về Đức Phật giảng giải về nghiệp của những người làm nghệ sĩ, ca sĩ nói chung, thì tìm đọc cho sư ở trong Kinh Tương Ưng, Tương Ưng Thông Chưởng. Thì trong đó đó, trong đó có thì bài trong Kinh Tương Ưng, trong Tương Ưng Thông Chưởng thì chỉ có vài bài kinh ngắn nè, trong đó mình sẽ thấy được là cái đoạn mà cái ông đứng đầu gọi là bầu sô đó, tạm gọi là bầu sô của cái đoàn mà tập kỹ đó. Tập kỹ đây tức là gì, bao gồm gì, giống như bây giờ vậy đó, gọi là tập kỹ, trong đó là gì, ca nhạc, rồi nhạc sĩ, nhạc công, rồi tấu hề ha, các rồi vũ công các kiểu đó, rồi diễn xiết này nọ đó. Thì ổng mới lại ổng hỏi Đức Phật, Phật là Bạch Thế Tôn, con nghe là giống như tổ nghề, gọi là tổ nghề đó, những vị đi trước con nói là khi mà con làm những cái điều này nè, mang lại niềm vui cho mọi người, thì cái phước báo con làm như vậy thì con sẽ được sanh thiên về cái cõi trời mà an vui, không gặp những vị mà chư thiên ca hát giống như là những cái nhạc công Cảng Thác Bà vậy đó. Giống như trường hợp ông Banh Chát Si Khá mà ông cầm cái đàn bê lu quá mà ông đàn với Đức Phật vậy đó, thì trường hợp này sư sẽ giải thích sau nha, giải thích sau ngay ngay sau đây. Thì khi mà ông hỏi Đức Phật phải đúng như vậy không, thì Đức Phật ngài mới nói là, đại loại ngài mới nói ý của ngài á, đại loại như là không có, chưa có hợp thời để trả lời câu hỏi này đâu. Thì ông mới gặng hỏi lần thứ nhì, lần thứ hai, lần thứ ba, rồi sau đó Đức Phật ngài mới nói là sự thật. Thì ông nghe sự thật thì ông gọi là táo hỏa tâm tinh. Thì thật sao thì quý vị tìm hiểu bài kinh đọc nha. Thì sự bài kinh này hồi trước khi sư đi tu nha, trước khi sư đi tu sư từng đọc bài kinh này, sư rất là tâm đắc, và ngoài việc tâm đắc mà cũng có sự rung động, thưa quý vị. Tại vì Thế Tôn trong bài qua bài kinh đó, Thế Tôn người phân tích đó rất là rõ ràng, rất là chi tiết mà dễ hiểu, thậm chí đọc không cần không cần phải đọc thêm chú giải, thưa quý vị. Mà mình hiểu được bản chất của vấn đề, giống như Đức Hạnh Tuệ nói đó, quý vị đó. Có những cái mà thế gian á, những cái thế gian mà định đặt á, là đúng đúng nhân sinh, nhưng mà thưa đúng chứ phải sai nha, đúng không sai nhưng mà đúng ở phương diện thế gian thôi, còn về phương diện Phật pháp thì phải suy xét lại. Mình suy xét bằng lời Đức Phật á, là xem á, cái điều mà thế gian định đặt á, nó có đúng theo lời ngài không. Nếu mà đúng theo lời ngài thì mới gọi là chân lý, còn nếu mà không đúng theo lời ngài á, thì nó chỉ nằm ở mức thế gian thôi. Mà mức thế gian thì có gì, có sanh có tử, có hạnh phúc có đau khổ, hạnh phúc đau khổ của thế gian nha, nằm chưa gọn thôi. Đó là cái câu trả lời mà của câu lại của sư ở cái vế đầu tiên. Rồi cái vế thứ hai á, cái vị này hỏi là thì cái những phần mà giống như nói là viết thêm viết những bản nhạc này nọ tích cực cái kiểu này đó đó, thì quay lại câu chuyện, quay lại cái vế mà nãy mình sẽ có nói để liên quan đến ông Banh Chát Si Khá đó. Ông Banh Chát Si Khá này là sao? Ông Banh Chát Si Khá này là ổng là một nhạc công Cảng Thác Bà, ổng chính ổng là tái sanh làm Cảng Thác Bà, ổng là một nhạc công. Thì khi mà trong bài kinh á, cái này chi tiết có trong bài kinh Đế Thích Vấn Đạo, hay gọi Đế Thích Sở Vấn, thưa vị. Thì khi mà ổng dùng cái bài nhạc trong đó, tình tiết bài nhạc nha, tôi biết bài nhạc đó là có liên quan đến Tán Dương Tam Bảo, nghĩa là vừa có cái tình ái đối với cái người bổng thương, rồi rồi có cái yếu tố mà liên quan đến Tam Bảo, rồi vấn đề mà sanh tử trong đó nữa. Thì khi mà Đức Phật ngài nghe thì ngài mới nói ổng là, đại loại như là như vậy, nói là
giống như là giọng, cái giọng của ngươi á hát cũng được đó, nhưng mà ở đâu mà ngươi hay vậy, ngươi hay vậy mà cái bài nhạc của ngươi á là có yếu tố đời lãnh đạo trong đây đó, Đức Phật mới nói như vậy. Nhưng mà ở đây một chi tiết á, sư muốn nói cho quý vị như vậy nè, Đức Phật ở ngay thời điểm đó ngài chỉ nói với cái đối tượng bên Jessica thôi, là cái nhạc người nhạc công thôi, chứ ngài không á, có tán thán cái hành động này. Cho nên là khi mà quý vị nay mai này quý vị á, có đọc kinh, quý vị thấy có những hạng mà Cạn Thác Bà là tái sanh làm Cạn Thác Bà rồi ca hát này nọ, xin thưa đừng có hiểu lầm với cái chuyện mà nhân quả với nghệ sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì á, trong chú giải á, có nói như vậy thưa quý vị, là cái nhân cái duyên làm thế nào á, mà để tái sanh làm cái hạng mà Cạn Thác Bà và ca hát gì đó, thì trong chú giải từng bộ kinh có nói như vậy. Một số chúng sinh sau khi tạo thiện nghiệp về thân, tạo thiện nghiệp về ngữ, tạo thiện nghiệp về ý, chúng sanh ấy ao ước tái sanh làm hương thần, do ý muốn của chúng sanh ấy được như ý. Có nghĩa là để làm cái gì đó, nhạc, cái kiểu mà dạng nhạc công á, giống như ông Bạch Chánh Khá này nè, hay là ba cái vị tỳ kheo mà cũng trong bài kinh Đức Sở Vấn liên quan đến cái vị gồm bát cá đó, thì phải đều là thiện nghiệp thưa quý vị. Cho nên đừng bao giờ đánh cháo khái niệm nha, xin nhấn mạnh nha, đừng bao giờ đọc đọc cái bài kinh và nói về cái nhân quả với nghệ sĩ rồi mình lại mình tự mình nói ờ thì miễn miễn làm với nghệ sĩ nhưng mà rồi đó, vẫn là tạo thiện nghiệp này nọ cái kiểu đó mình tái sanh nè, thì cái này hai vấn đề hai chủ khác nhau đó. Tại vì khi mà làm hạt cải thác bà cái hát này nè thì đa phần tạo thiện nghiệp, nhưng mà sao, nhưng mà đầu tiên á là khi mà đi tái sanh á là do trong nhiều kiếp, do trong nhiều kiếp là cái người này là từng làm cái hạng chúng sanh đó, cho nên là họ còn dính mắc cái đó, cho nên họ làm cái đó, họ làm cái hạng cả các bạn đó. Rồi lại còn một trường hợp nữa là do cái thiện nghiệp họ chỉ tới mức đó thôi, cho nên họ buộc phải tái sanh làm cái nhạc công phục vụ người ta, chứ không phải là họ muốn làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì đó, cũng đồng thời trong Đức Sở Vấn á, cái câu chuyện liên quan đến cô bá cá thì có câu chuyện như vậy, thì cái ở thành Kỳ Lã Bích, Cà Bì Lã Bích Thú á, có một cái nữ thích chủ này nè, nghe có lòng tin Phật Pháp Tăng rất là mãnh liệt, tu tập giới và tu tập niệm, có nghĩa là nguyện á, nguyện cái phước báo mình á là thành tái sanh thành đàn ông. Thì khi mà bà tái sanh làm con trai của trời để thích đó, thì tại đây á thì cái lúc mà làm lúc này là làm thiên tử rồi thì mới được á, ba cái người cạnh các bà mà trong chú giải nói là hạ đẳng thưa vị, để phục vụ cho cái phục vụ cho cái vị thiên tử này nè. Mà cái ba cái vị mà cả các bà này phục vụ cho thiên tử này là ai, đó là chính là hậu thân của ba vị tỳ kheo, có nghĩa là cũng có tu tập cũng có phạm hạnh nhưng mà cái phước không đủ, cho nên khiến cho cái việc tái sanh chỉ nằm ở cái mức mà cả các bà và cái nghiệp đó là phải làm cái việc mà ca hát phục vụ cho người ta thôi đó. Thì khi mà gặp lại cái thiên tử này nè, thì thiên tử này mới cái giống như là mới cảnh tỉnh đó, bằng những cái lời đó. Rồi hai vị, trong hai vị này thì có hai vị mà chứng đắc và làm mà phạm thiên, còn vị ba, còn vị thứ ba thì vẫn thọ hưởng cuộc sống dục lạc. Cho nên là trước khi kết thúc cho là câu trả lời này á, tại sao lại sư lại nói thêm cái cạnh mà cái hạng cả thác bà mà có loại ca hát như vậy để cho quý vị hiểu, để tránh á, là cái sự hiểu lầm khi mà cái giới nghệ sĩ á, mà trong kinh Tương Ưng Thông Chưởng á, sư đã nói với vị rồi, Đức Phật đã nói rõ nhân quả như vậy rồi, là nếu mà làm như vậy một cách thường xuyên thì cái quả đưa đến á, thì nó rõ ràng, nó không có thể nào mà nói là mình không có thể nào mà nói là thì có những cái hạng mà cả các bà ca hát thì nó vẫn vẫn ca hát cho Đức Phật như vậy đó, và những hạng các bà nó cũng tốt mà, nhưng mà thật sự nếu mà tái sanh vô hạng ca thác bà mà gọi là ca hát phục vụ cho người ta thưa quý vị, đó là một cảnh giới thấp đó. Cho nên là hai khía cạnh này, riêng khía cạnh thác bà là do trên thiện nghiệp thưa quý vị, chơi trên thiện nghiệp rồi tái sanh với cái thiện nghiệp nó chỉ nằm mức đó thôi, cho nên làm hạng đó thôi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là do những trong kiếp quá khứ
đã từng làm đó, cho nên khiến cho sanh lại kiếp đó. Mà phải dựa trên nền tảng thiện nghiệp nha. Còn cái việc mà cái nhân quả của giới nghệ sĩ á, là nó như thế nào á, thì quý vị đọc kinh quý vị sẽ hiểu rõ, cho nên hai khía cạnh này khác nhau mà sư muốn phân tích thêm cho quý vị hiểu, để tránh hiểu lầm là mình đánh đồng là đôi khi mà làm những cái nghề mà liên quan tới với nghệ sĩ đó thì cũng có thể sanh được làm ca hát bà, ca hát rồi đó, có thể gặp Phật thế này kia đó, thì cái đó là nó sai với kinh điển. Ở đây là chi tiết thì xin nói thêm thôi để cho rõ, mình rõ thêm để mình tránh, mình tránh đi những cái hiểu lầm. Mà giống như Đức Hạnh Tuệ có nói với vị đó, là mình đừng bao giờ, mình có thể là mình thậm chí mình đừng có bao giờ mình ngụy biện là ở cái bài hát này, cái này nè, nó đem lại sự tốt đẹp, không, mình tốt đẹp thế gian, đúng, tốt đẹp thế gian thôi. Hay thậm chí mà sư đã nói nhấn mạnh rồi, những cái bài nhạc, những bài ca hát mà thậm chí là tán dương Tam Bảo này nọ kiểu gì đó, thì có nghĩa là hoàn toàn không phải xấu, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó dựa trên nền tảng thiện, nhưng mà nền tảng thiện thầy Đức Thế Tôn ngài, giống như trường hợp của Bành Trái Sĩ Khá đó, Thế Tôn ngài cũng không có tán thán, cũng không có kêu là nên phải làm như vậy. Tại vì càng thác bà, khi mà tái sanh làm càng thác bà là chỉ là một hạng chư thiên, cũng gọi là thấp kém thôi quý vị. Thế Tôn vẫn ngài cũng khuyên là nên, nếu mà lên sanh thiên thì nên sanh làm cái hạng chư thiên mà nó cao cấp hơn càng thác bà, ca hát phục vụ chân khác. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.